mưa dai dẳng sau những ngày dịch bệnh. Phá cổ trong trăng bên ánh đèn lồng càng trở nên xa vời với các em. Biết là vậy, nhưng những đứa trẻ mồ côi ở mái ấm Đại An vẫn cứ mong chờ. Và như một phép màu, hôm nay những cô chú ở xa tìm đến đây cùng những món quà Tết Trung Thu. Mái ấm Đại An được mở ra từ năm 2009 ở xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là mái nhà chung của những đứa trẻ mà khi sinh ra, nhiều em chưa một lần biết mặt mẹ cha. Dịch bệnh khó khăn, tưởng như Tết Trung Thu sẽ không đến được nơi này, nhưng giờ thì mọi thứ lại đến với các em trọn vẹn và bất ngờ. Mọi năm là thường tổ chức Trung Thu, con tưởng là năm nay dịch nên không có tổ chức Trung Thu. Ai ngờ là các khách lên tổ chức Trung Thu, là con thấy năm này vui hơn năm ngoái. Đây cũng là sự quan tâm của chính quyền của địa phương đã mang lại một cái Trung Thu cho các em trong một cái hoàn cảnh đặc biệt. Đây là cái niềm vui và hạnh phúc. Suốt 3 tháng qua, COVID-19 diễn biến phức tạp ở tỉnh Khánh Hòa. Người lớn thương con trẻ, nhưng một khi bữa ăn hàng ngày còn phải lo toan thì chẳng mấy ai mua cho con, dẫu chỉ là chiếc lồng đèn hay chiếc bánh Trung Thu. Nỗi niềm ấy đã được san sẻ. Chính quyền địa phương, các đoàn thể và cả cộng đồng đã chung tay. Hàng trăm suất quà Tết Trung Thu kịp chuẩn bị để rồi những ngày này mang đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Chiếc xe này ngày hôm nay đến các hộ dân trong khu phong tỏa mang theo phần quà đặc biệt để rồi trẻ em dẫu không ra khỏi nhà thì vẫn có Tết Trung Thu. Mùa Trung Thu này thì chúng tôi cũng đã đi thăm các cái mái ấm, các cơ sở, sở bảo trợ xã hội để làm sao san sẻ những cái tình cảm, những cái yêu thương cũng như gửi quà cho các cháu để các cháu có một mùa Trung Thu thật là đầm ấm. Vùng dịch bệnh vẫn còn đó khó khăn chất chồng, nhưng hôm nay nhiều đứa trẻ vẫn đón Tết Trung Thu. Dù không náo nhiệt, không múa lân múa rồng, nhưng sắc màu và hương vị Tết Trung Thu thì vẫn trọn vẹn và niềm vui của những đứa trẻ thì vẫn đong đầy. Còn người lớn nhìn trẻ em vui cũng cảm thấy như dịch bệnh đã đi qua.